Hi, chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với mạng nhỏ của Minh Thành Vlog. Và đầu tiên, Thành cũng xin được gửi lời chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thành Vlog. Không biết nói gì hơn, một lần nữa Thành xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Video hôm nay Thành xin chia sẻ Suzuki Gixxer S150 đời 2021. Phiên bản mới thay đổi động cơ, ngoại hình đẹp hơn được ra mắt. Ngoại hình của Suzuki Gixxer S150 đời 2021 có chút khác biệt, đẹp mắt hơn. Động cơ được nâng cấp từ 147,3cc lên 154cc, tuy nhiên sức mạnh lại bị giảm. Phiên bản mới của dòng Gixxer S150 vừa được Suzuki Nhật Bản chính thức giới thiệu. Xe đã được bán ra thị trường từ ngày 24 tháng 3 2021. Kể từ khi ra mắt vào năm 2017, sau 4 năm thì Gixxer S150 lần đầu tiên cũng được nâng cấp. So với đời cũ, ngoại hình của Gixxer S150 2021 có thiết kế bắt mắt hơn nhờ vào cụm đầu đen và hệ thống ống xả mới. Về thông số kích thước tổng thể, chiều dài là 2020mm, chiều rộng là 800mm và chiều cao là 1035mm, chiều dài cơ sở là 1335mm. Gixxer S150 mới rộng hơn 55mm, ngắn hơn 5mm, trục cơ sở dài hơn 35mm, trọng lượng cũng nặng hơn đời cũ 9kg, đạt mức 139kg. Phần yên sau có cảm giác không còn quá cao như trước, mang lại cái nhìn liền mạch cho chiếc xe. Cụm đèn chiếu sáng của Gixxer S150 mới được làm hơi bo tròn, dạng LED phân thành 3 tầng. Đèn báo rẽ vẫn dùng bóng halogen. Màn hình hiển thị vẫn là dạng đơn sắc, các thông số cũng có chút thay đổi. Vị trí trung tâm hiển thị tốc độ, phía trên là tua máy và hai bên là vị trí hiển thị cấp số cũng như lượng nhiên liệu còn lại. Bình xăng cũng được thiết kế cơ bắp hơn. Quay gió hai bên được làm to hơn, bo tròn mềm mại hơn. Ống xả của Gixxer S150 vẫn có hai lỗ xả nhưng được làm mới trông khá thể thao. Chụp bô và ốp bô màu bạc càng tăng thêm sự nổi bật. Xe cũng được trang bị sẵn chắn bùn rời phía dưới gấp. Suzuki trang bị cho mẫu nách bay động cơ 154cc làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cho công suất 13,8 mã lực tại 8.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 14 nanomet tại 6.000 vòng trên phút. Gixxer S150 đời 2021 hiện đang được Suzuki Nhật Bản phân phối với 3 lựa chọn màu sắc, đi kèm là mức giá 352.000 yên, tương đương 74,28 triệu đồng. Tại Việt Nam, mẫu xe này được bán chính hãng với mức giá 68,9 đến 69,4 triệu đồng. Nhiều khả năng Suzuki Việt Nam cũng sẽ có phiên bản này để thay thế cho Gixxer S150 vốn đã quá cũ.
Và vừa rồi là những thông tin mới nhất về Suzuki Gixxer S150 đời 2021. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hữu ích cho Thành xin một like và đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.